cô chú anh chị em bạn bè đang xem kênh em Vân Sumo nha mọi người ơi. Bánh tráng nướng hôm nay em làm món bánh tráng nướng mỡ hành xúc xích nha mọi người. Wow, trời ơi cái mùi của nó rất là hấp dẫn luôn á. Em mời mọi người cùng ăn với em nhá. Đây em sẽ lấy cái này đầu tiên. Đây nha mọi người ơi, đây nha, quá là hấp dẫn luôn nha. Em mời mọi người cùng ăn nha. Cái này mình có thể gấp vào hoặc là mình ăn giống như kiểu pizza cũng được nha mọi người. Em sẽ gấp vào như thế này em ăn luôn. Em mời mọi người ăn nha. Cái này em chiên trước cho nên là nó hơi mềm nè mọi người ạ. Đó. Ngon quá. Nó thơm mùi mỡ hành nè. Xong rồi là nó béo béo của sốt mayonnaise à. Nó giòn giòn của cái rau đó mọi người. Ngon quá. Trời ơi. Trời ơi, mọi người. Nó béo ngậy luôn. Nèm cũng rất là đơn giản nha mọi người. Cái bánh trắng này á, mình chỉ cần mua cái loại bánh trắng dày chút xíu là mình làm được ạ. Trời ơi, ngon. Ngon lắm mọi người. Nó béo ngậy mà nó ngậy cái cay của tương ớt đó mọi người ạ. Với rau á nó có vị giòn giòn nữa. Đó rồi. Đây mọi người ơi. Đây nha, bánh tráng của em đây nha. Bánh tráng của em đây nha. Em mời mọi người nha. Cái này là tương cà không phải tương ớt. Em sẽ gấp nó vào như thế này, cái này cái thứ hai em sẽ gấp vào như thế này. Đó, mọi người. Làm rất nhanh, dễ mà đơn giản. Một món bánh ngon. Cái vị rất đặc biệt. Ngày trước á, em đâu có biết bánh tráng nướng gì đâu mọi người. Không hề biết luôn. Vào trong đây sinh sống nhưng bắt đầu làm ở gần đó mọi người. Có khu tái định cư, khu dân cư á, người ta quy hoạch á, bắt đầu người ta mở hội chợ á, người ta bán, mới ăn thử mới biết mọi người. Ăn thử mới biết mà ngon quá, về làm thử luôn. Trời ơi.
người ta bán mọi người. Nó không có rau đâu, không có rau kẻ bắp đâu, mà lại có tôm, có mấy cái đồ tôm khô rồi mực khô ấy. Nhưng mà tại nhà mình làm á, cho nên là mình có thì mình làm đấy mọi người. Em xin dừng video ở đây nha mọi người. Mọi người xem video mà thấy yêu mến em Vân Sumo thì cho em xin một like, một chia sẻ và một nút đăng ký kênh để ủng hộ em Vân Sumo nha. Em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video của em nha. Em xin chào, hẹn mọi người ở video tiếp theo nha.